lê đi vào những thắc mắc khó nói và hãy cùng khám phá ngay chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, 10 điều đặc biệt về cô bé. Cô bé sẽ là một cụm từ mà trong suốt clip này S-Lady sẽ sử dụng để thay thế cho cụm từ vùng kín của nữ giới. Như vậy nghe có vẻ dễ chịu và đáng yêu hơn phải không nào? Và chắc hẳn trong cuộc sống thường ngày của chúng ta thì các bạn nữ thường nghĩ là nên quan tâm và chăm sóc nó như thế nào một cách tốt nhất. Nhưng các bạn có tin rằng là mình đã thực sự hiểu về nó hay chưa? Hãy cùng S-Lady khám phá ngay bây giờ nhé! Lượng dịch âm đạo ở mỗi người tiết ra một cách khác nhau. Có người thì ra rất là ít, còn có những người thì lại ra liên tục mỗi ngày. Và điều này là hoàn toàn bình thường và không có gì đặc biệt cả. Nó là phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người mà thôi. Chỉ cần bạn không mắc các bệnh về tình dục, cô bé của bạn không có mùi hôi, ngứa hoặc rát thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm rằng cơ thể của mình khỏe mạnh. Còn nếu như bạn cảm thấy quá lo lắng thì chúng ta có thể đi khám phụ khoa. Điểm G. Chắc hẳn đây là một điểm mà rất nhiều bạn đang quan tâm phải không nào? Bạn đã thử đi tìm chưa? Hãy kiên nhẫn, bởi vì điểm G không nằm ở một vị trí cố định nào trên cơ thể. Ở mỗi người mà nó sẽ nằm ở một vị trí khác nhau. Nó có thể nằm ở thành trước của âm đạo, nhưng không phải ai sờ vào cũng thấy đâu nha. Và nếu như bạn chưa tìm thấy nó ngay lập tức thì bạn cũng đừng quá lo lắng về vấn đề này. Cô bé cũng giống như bắp tay của chúng ta vậy. Nếu như chúng ta không tập luyện thường xuyên thì các cơ sẽ bị teo đi, đồng nghĩa với việc là cơ của cô bé sẽ bị già đi. Và già đi ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó sẽ bị teo đi, bị mỏng đi và không có cơ hội đàn hồi tốt. Tuy nhiên bạn đừng quá lo lắng về vấn đề này, bởi vì nó hiếm khi xảy ra trước thời kỳ mãn kinh. Vì thế chúng ta cũng đừng quá lo lắng nhé. S-Lady có nhận được một số câu hỏi của các bạn và các bạn thắc mắc rằng không biết cô bé có kết nối với ruột già hay là dạ dày của chúng ta hay không, và các bạn ấy lo sợ rằng nếu như có một dị vật nào đó đi sâu vào bên trong thì nó sẽ chui tuột lên dạ dày hoặc ruột của chúng ta. Điều này là hoàn toàn sai lầm nha. Chúng ta hãy cứ tưởng tượng một cách đơn giản rằng cô bé giống như một chiếc tắt, và nếu như có một vật nào đi sâu vào bên trong thì nó cũng sẽ chỉ nằm nguyên ở trong đó mà thôi và không hề có kết nối với dạ dày hay ruột già gì ở đây đâu nhé. Chúng ta hãy cứ tưởng tượng âm đạo của chúng ta như chiếc tắt này nhé. Chúng ta hoàn toàn có thể lộn ra ngoài như thế này. Và hiện tượng này người ta gọi là xa âm đạo. Xa âm đạo là gì? Xa âm đạo là khi ruột non của chúng ta bị tụt xuống khoang xương chậu và nó đè lên phần trên của âm đạo khiến âm đạo bị lồi ra ngoài. Xa âm đạo thường xảy ra trong khi mang thai, hoặc sau khi sinh, hoặc cắt bỏ tử cung. Tuy nhiên điều này cũng có thể là một hệ quả tự nhiên của sự lão hóa. Cũng có thể lắm chứ, nhưng mà là nhờ phẫu thuật bạn nha. Còn màng trinh mà đã rách rồi thì không có khả năng liền lại được đâu. Mặc dù có đeo bao cao su, nhưng nếu như vùng da nhạy cảm của cô bé chạm vào vùng da nhiễm trùng của cậu bé thì chúng ta vẫn có thể hoàn toàn có khả năng lây các bệnh như là u mềm lây, herpes hay là mụn cóc. Vì thế các bạn cũng hãy chú ý nhé. Âm đạo của con gái có một mùi đặc trưng và chúng ta chỉ nên vệ sinh cô bé bằng nước sạch mà thôi. Chúng ta nên tránh các loại như dung dịch vệ sinh hoặc là xịt nước hoa khử mùi vì nó sẽ là tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và làm mất cân bằng trong môi trường axit. Và nếu như bạn cảm thấy có một dấu hiệu bất thường nào với cô bé thì hãy đi khám phụ khoa nhé. Ôi, chuyện đó bình thường mà bạn. Thực ra những cục máu đó là những mảnh nội mạc tử bong ra khi chúng ta đến thời kỳ đèn đỏ. Nếu như chúng xuất hiện quá lâu hoặc bạn cảm thấy băn khoăn về vấn đề này thì lúc đó chúng ta mới nên đi khám. Âm đạo có thể được giãn nở ra nhiều lần sau khi sinh em bé và điều này là hoàn toàn tự nhiên vì sau đó âm đạo của chúng ta có thể co lại theo trạng thái hoặc kích cỡ như bình thường. Trong trường hợp nếu như âm đạo của chúng ta sẽ bị rộng do sinh em bé quá to hoặc là do sinh thường nhiều lần và âm đạo bị nở ra thì chúng ta có thể luyện tập để giúp nó co lại. Hãy cùng tìm hiểu và giải tỏa những thắc mắc cực kỳ khó nói về giới tính tình dục, về cậu bé, về cô bé mà các bạn không biết chia sẻ cùng ai. Hãy chia sẻ cùng với S-Lady để cuộc sống của chúng ta có thể trở nên hạnh phúc hơn.